Thôi rồi, kéo xuống nhá. Hôm trước các ông bảo tôi là xem cái teaser trailer của Kakida đúng không? Thì đây, hôm nay tôi mới xem cho các ông. Tắt nhạc tí, hôm nay tôi mới xem cho các ông nhá. Xem nào. Đó. My losing streak against you ends today. Only if your combat has improved. Oh, nice. Đây nhá, đoạn này này, nghe nhá, nghe đoạn này. My losing streak against you ends today. Only if you. Như anh em để ý thì cái voice này chính là cái voice chúng ta đã nghe rất quen thuộc của Takida mà cái cửa anh em phát nhận ra luôn. Không có nói nhiều. À thế là cộng 1. Đưa lại diễn viên lồng tiếng cho Takida ở phiên bản trước trở lại. Nhưng mà đoạn này chúng ta quan trọng hơn, chúng ta phải để 0.5. Đã để 0.5 xem là cái đoạn gameplay như nào đây nào, cái đấy là quan trọng nhất, cái đoạn gameplay như nào đây nhá, tôi sẽ để ở đây nhá. Chắc là kết hợp cả ba variation đúng không, trông qua nó phải thế. Sạch quật xích này ơi, có một tí Shirayu variation này, có một cái xoay của cái Ronin ở đấy, e combo này, ném kunai xuống này, cũng của cái này Shirayu có này đấy. Ấy nói chung là cái vai rất Shirayu thật, cái vai hiện tại khi mà nhìn qua thì rất cực kỳ Shirayu luôn, à trông có vẻ hơi đấy, mà anh em đều biết rồi, Shirayu là một trong những variation được đông đảo game thủ MK yêu thích nhất của Takida. Skin với ạ, có skin free cho anh em này. Vào lấy, bú. Golden Boy Johnny này, vào bú đấy. Cái laser, kiểu laser anh không thích lắm. À đây, thông báo về cái gì nhỉ? Thông báo về cái việc là Takida xuất hiện ở EVO này. Anh em sập chim bay đi EVO nhỉ? Anh em đi Evo đi. Anh em hãy đi Evo chơi sớm Takida đi. Anh em ơi. Anh em mình đầu tư quả đi Evo chơi. Anh em mình đầu tư quả đi Evo intro được đấy. Anh em mình đi Las Vegas đi. Kiểu gì? Anh em muốn chơi sớm Takida đi Las Vegas thôi, đi. Làm ngay một chuyến bay đi thẳng đến Las Vegas. Tại sao lại không nhỉ? Nào. Bây giờ thì đọc qua cái tweet này này. Without Decision là nào? Này, thông tin về MK1 này. Takida sẽ có thể chơi được vào trong cái tuần của EVO. Đấy. Trong tuần EVO là chơi được rồi nhá. Đấy. Đến EVO để chơi Takida và đúng là 97. Ok, nhớ chưa? Anh em, bây giờ chúng ta đi EVO thôi. Anh em là muốn chơi sớm Takida thì bay thẳng đến Las Vegas anh em nhá. Đi EVO chơi luôn Takida. Đấy, anh em đi luôn. Thế nào, Takida build con. À đây. This Takida build also contain. Nào, cái bản cập nhật Takida cũng sẽ bao gồm luôn cả sửa lỗi này, bug fix này, balance patch này. Đấy, cân bằng này. Significant improvement, đó. Cải thiện nó rất là lớn dành cho một số nhân vật như là Litara này. Đây, những cái buff dành cho Litara này. Some serious buff, ok. Lần này thì NetherRealm Studio đã thực sự nghiêm túc trong việc điều chỉnh sức mạnh của Litara này. Litara sẽ có nhiều đất diễn hơn. Lee May này, new pop-up combo string, em xem dây combo nữa. Ok. Quan Chi new portal boot kick. Ngon. Anh Quan được quá. Ngon quá. Quan có bắp là tôi thích rồi, xin. Quan có bắp là xin rồi. Scorpion bắp cái EX teleport này, EX teleport cho anh em. Ok. Rồi.
Takeda Book Also Book Coming. Đấy, bản cập nhật Takeda cũng bao gồm là cả những cú bấp dành cho Camille này. Frost này, Frost của Minh Trần này có thêm chiêu Ambush mới này. Scorpion, Camille cũng có Ambush mới. Sector cải thiện cái này, chỉnh sửa mấy liên quan đến cái quả tên lửa này. Cyrax cũng chỉnh sửa mấy quả bom này. Đấy, Goro có thêm Ambush Cancel này. Goro có thêm Ambush Cancel đấy. Đấy, Goro cũng có thêm chỉnh sửa này. Không có bao lưu không bạn ơi, lưu thế tôi thấy là được rồi. Đấy, vẫn còn nhiều yên tâm, vẫn là tất những cái được liệt kê bên trên của Edbull nó chưa phải là tất cả anh em nhé. Vẫn sẽ còn thêm, vẫn sẽ còn thêm những cú bấp hay là những cú cải thiện sức mạnh nhân vật nữa. Đấy, anh em cứ từ từ, đến lúc mà Takeda ra mắt chúng ta sẽ có cái patch note luôn, yên tâm. These are many. Thế nào? Đây là bên Edbull cũng đề cập vào đây là sẽ không chỉ có buff và cải thiện sức mạnh nhân vật đâu. Đấy, không chỉ có thế thôi nhá. Đấy, Mox love some too long, we have the feedback of Quicks. We faculty with the most love. 5 nhân vật roster bạn yêu thích nhất ở Cameo. Đấy, ok. Đây, với dàn roster này thì với dàn roster này có vẻ là nhiều game thủ rất yêu thích Geras này, Havik này, Shang Tsung, Sub-Zero đương nhiên rồi, Quan Chi, Nita. Ôi, đương nhiên rồi. Edbull đã để ý rồi, cụ đã để ý rồi anh em. Cụ đã để ý rồi. Làm ơn. Đây là feedback đây. Đây là về feedback của đợt trước. Edbull có khảo sát player đây. Edbull kỳ vọng về việc có thêm đòn ambush đấy. Nhưng mà vấn đề ở đây là nhiều game thủ, nhiều game player lại mong muốn là có thêm Camille. nhiều anh em thích Camille hơn. thêm nhiều Camille nữa hơn. Ambush mu hiểu đơn giản là đây nhá. Ambush mu đây, anh lấy luôn ví dụ đơn giản cho chú này. Biết cái robo của Chameleon đúng không? Chúng ta có thể wake up và bấm robo Chameleon đấy, ví dụ đấy. Đây chính là ví dụ. Thế giải thích theo kiểu Hàn Lâm nó khó hiểu thôi, cứ giải thích bằng ví dụ cho dễ. Cứ giải thích kiểu đấy cho dễ. Nào, đương nhiên rồi. Mặc dù bao nhiêu lời ra tiếng vào nhưng mà game tựa game số 1 vẫn đứng top 19. Đấy, tựa game số 1 đứng top 19 game. Bán rất chạy. Top 19, top bán chạy ạ. Đừng đùa, game dù ai nói cả là nghiêng. Tựa game tôi yếu. Từ ai nói ngả nó nghiêng thì vẫn tự game tôi yếu vẫn đang đứng top doanh thu ạ, không hiểu kiểu gì. Nhưng thôi, cái này thì cũng hiểu. Tôi biết sẽ có một số ông bảo là, đông người mua như thế này, đông người mua như thế mà tại sao người đăng ký giải lại ít. Thì anh em hiểu rõ vấn đề như này. Như tuần trước tôi đã chia sẻ rồi, Đây là game party. Có phải chơi game competitive? Đây có phải là game competitive đâu. Nói thẳng, MK có phải game competitive đâu. Thì đương nhiên là số người đăng ký ít so với kỳ vọng của anh em mình là chuẩn thôi. MK 1 là game party mà, là game chơi vui mà. MK 11 mà ít mới là có vấn đề. Chứ MK 1 mà ít như thế thì nó là chuyện hiển nhiên anh ạ. Nó là chuyện là chắc chắn luôn. Hôm trước tôi bảo anh em là 600 tôi còn giật mình. Nó lên 645 tôi còn giật mình. Tôi đầu khoảng 250-300 là căng. Lên là 600 là hơi bị nhiều. Nhiều, hơi căng. Bởi vì bản chất cái game này nó là game party mà anh em. Chứ nó có phải là game hướng đến competitive đâu.
Nếu mà nó thực sự hướng đến competitive sẽ không có những cái meta nó như kiểu Baraka Cyrax, Baraka Kano, Baraka Striker các kiểu rồi. Nó sẽ không có mấy cái meta nó quá mất cân bằng như thế đâu. Hay Chameleon đâu. Đấy, đây là một số thứ liên quan đến của Edbull. Bây giờ tôi sang đây. Bây giờ sang đây này. Hôm trước là tôi hôm qua, à đúng ngày hôm qua hôm kia thôi. Tôi biết có một cái, tôi mới xem được một cái đoạn, tôi có xem được một cái đoạn teaser, một cái đoạn footage khá là 3 chấm, footage khá là 3 chấm, đợi xíu. Chờ xíu. Đây, đợi xíu, tôi mới tìm. À quên. Thông tin này tôi có đăng trên tab cộng đồng rồi. Thế là vào ngày, đây 26 tháng 7, thứ 6 ngày 26 tháng 7 đây. MK1 cũng có mặt tại Comic Con ở San Diego nhé anh em nhé. Và điện, tại sự kiện đấy thì chắc cụ Ed Boon cũng sẽ tiết lộ thêm những thứ liên quan đến Comic Pack 2 thôi. Đó. Chúng ta hồi đến hôm đấy lại hóm tiếp nhỉ. Chúng ta lại hóm tiếp Comic Con có với sự xuất hiện của MK1. Đương nhiên như vậy rồi. À đây, cái thứ quan trọng nhất là hôm trước tôi mới hóm được đây. Đây rồi, đây rồi, đây 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 đây. Đây, hôm qua kia tôi mới ngồi lục trailer và tôi phát hiện ra cái này. Có một số cái brutality ẩn. Cho các nhận, brutality nhá. Mà chưa được ra bắt này. Melina, Litara, Sinel, Limei, Baraka, Asura, Johnny, Ermac, Shao, Kenshi, Smoke, Kung, Royko, Sub-Zero, Liu Kang, Raiden và Peacemaker. Có một số brutality khác mà game chưa cho ra mắt. Nó vẫn đang bị ẩn đi. Bây giờ chúng ta cùng ngồi xem cái đống brutality đấy nó sẽ như nào anh em nhé. Chúng ta cùng ngồi xem, đợi xíu tắt nhạc nhé. Anh em mình ngồi xem đống brutality đấy. À, trông vẻ bên ngoài nó có vẻ như là video này được video này được quay trên Nintendo Switch thì phải. Và chất lượng của nó cũng khá là lỏ. Thôi kệ, chúng ta ngồi xem cố nhé. Nguồn của video này anh em thấy ở dưới nhá, MK Secret MK. Ồ? Hả? Cái gì, bình tĩnh, tôi xem lại. Oh shit. Được, quả blue vừa rồi được. Đấy, brutality nó phải như thế chứ. À, cái này bình thường. Projectile của Baraka. Cái này bình thường. Holy shit. What the fuck, cái gì đây? Violet. Bạn này cho tôi xem lại này. Boom. MKX. Rất MKX. Rất MKX luôn, trời ơi. Tôi cần Bru này, mặc dù tôi không chơi Kenshi nhưng tôi cần Bru này bạn ơi. Đây. Có thêm Bru của Asura này. Được, được rồi, cười. Bru mới của Liu này. DB4. Tôi cần Bru này. Tôi cần Bru này của Liu. Tôi cần Bru của Liu nhá. DB4. Úi giời. Tôi cần Bru này. Nào. What? Từ. Cái Bru này như nào? Cái Bru này nhá. Hình như là burn 1-3 lên đúng không? Bình tĩnh. Check kỹ, tôi nhìn kỹ mà. Bru này là burn 1-3 cái chiêu đấy là chiêu gì nhỉ? Cái chiêu tụ Sida mà Raiden chả bao giờ dùng ấy, DB2 đúng không? Không nhớ là chiêu gì, như là DB2 vậy. Cái chiêu đấy chả ai dùng ấy. Cái chiêu tụ điện hình tròn xong rồi tụ điện hình tròn xong rồi restand ấy. Cái này không phải tele. Cái này chắc chắn không phải tele. Này tụ lại, ấy, EX của ấy.
Đó. Ok. Làm vui bình thường. Nào. Woo. Let's go. Blue từ một swing của Nitara. Đây là brutality của Ermac. Ok. Let's go. Ok, brutality của Melina cũng được. Cũng được. Oh shit, rule mới của Lee Mei. Blue chạc B2 của Johnny Cage. Blue slide của Reiko này. Ta có Blue slide của Reiko. Đây là swing 2-1. Nói tới đây. Ui sợ. Smoke này. Úi dồi, what the fuck. What the fuck. Đây là Smoke nhá. Peacemaker. Cái gì đây. Cái gì đây. Bro, what the fuck. Cái gì đây. Oh fuck. Mình nhìn cái đầu trong. Cái nhìn cái đầu trong có chịu được. Đúng là Swick. Speed motherfucker. Blue Panit. Ôi, string của sao này. Xoẹt. Ôi, có vơ 2 luôn mà. Có vơ 2 luôn. Có hai bản nhé. Một bản là đấy. Bay đôi người này. Bay đôi gần thân trên này. Một cái là bay đầu này. Ok. Một cái là bay đầu. Ok, có hai bản. Brutality the back grab của Sub-Zero. It is better this way. Back. Đây, chị. Ui à. Anh nhá. Blue. Nhưng vấn đề nhá. Cái đầu tiên là cái Blue nhìn khá là nhầm tôi nhớ đến Jax. Trông khá là ngầu. Và cái anh em để ý nhá. Anh em để ý hiệu tôi này. Anh em để ý cái outro này của Sub-Zero không? Trông nó khá là khác so với mấy cái outro của Sub-Zero. Có nghĩa là biết đâu đấy chúng ta sẽ có thêm outro mới. Hả? Biết đâu đấy chúng ta sẽ có outro mới. Từ đấy chúng ta có thể vả vào mồm kênh nào đấy. Bảo kênh không cho bọn vả vào mồm kênh nào đấy vì không có nhiều intro và outro. Ừ. Ok. Đây. Cú hin đây này. Dạ. Cú hin đây này. Ok chưa. Bọn bố đã có outro mới rồi. Ok. Chứ không tại sao lại có một cái outro nó trông khác khác này. Cái outro của Sub-Zero trông nó khác hơn mà. Nó là đấm tay vào trước màn hình mà. Chứ không phải là giang rộng. Chứ không phải là cái outro này. Outro này khác. Outro này khác anh em nhé. Outro này khác. Outro này khác hơn nhiều. Đấm cái ấn băng mà. Chứ không phải là outro như này. Outro này lần đầu thấy. Outro này lần đầu thấy luôn. Nên là đây khả năng sẽ có outro. Sẽ có thêm outro. Vả mồm. Thực tự chế game vì một cái ai cũng sẽ skip. Đây là Brutality Head của Sindel. Brutality Head của Sindel cũng được. Cũng được. Nói chung là nhìn qua thì cũng. Đấy, ông nào muốn thêm chiếu sâu các thứ thì đấy, nó có rồi. Nó có thêm rồi đấy, ok. Mặc dù là nhiều ông sẽ skip nhưng mà đây, thêm chiều sâu cho game rồi đấy nhá. Đã có thêm Blue mới và khả năng sẽ có thêm intro với outro mới. Đó. Thấy là được rồi. Thấy cũng là khả quan rồi đấy. Có phải là đem. Có phải đem con bỏ chợ như là phần game nào trước đấy đâu. Đó. Hoàn. Thế là chứng tỏ là có đang cố gắng thêm vào nó chỉ là chưa đến lúc thôi. Chắc là
đang có nhiều yếu tố nào đấy, đang có nhiều yếu tố khách quan nên là những cái yếu tố này nó chưa xuất hiện để anh em mình trải nghiệm được. Nhưng mà một ngày nào đấy có thể nó đã có một cái footage như này nhiều thì kiểu gì thì kiểu cũng sẽ đến một ngày chúng ta có thể sử dụng được chứ. À, uầy. Này, được chưa? Không nào, mod top này đấy. Không nào, mod top này đấy. Đấy. Anh em thấy sao về đồng Brutality vừa rồi? Skip.